thì chỗ spa đấy tin hôm nay biến tấu thành xúc xích. Mình sẽ sử dụng xúc xích và thay thế bằng thịt bò nha. Và có thêm quả trứng nữa cho bữa sáng đầy đủ. Trở lại với kênh nhà mình nhá, kênh gì nhà con nhỉ? Ken Ken TV con Thanh. Thì hôm nay mẹ con mình sẽ ăn bữa sáng với mì trộn spaghetti nhá. Con Thanh có rau, mì dấu và trứng. Mời cả nhà nhá. Nào nó bị trộn cho con ăn nào. Con ăn trứng trước hay mì chưa? Ăn. Ăn mì để xúc xích trước. Để trứng trước. Để xúc xích trước. Đây con quấn như này thì mẹ trộn đều cái phần này rồi. Cho nào. Nhà con trộn xúc xích. Ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời à? Đây lại không thấy hai dĩa nữa ăn. Y nè. Anh đứng rất kịp để làm xúc xích. Anh nhiêu còn chuẩn bị một chỗ rồi. Và hết. Món này ăn rất là ngon. Món ăn buổi sáng hay buổi chiều tuyệt vời. Ơi là ngon. Vịt đã ăn nữa. Đã ăn rồi. Cái món này kìa. Là mẹ môi rất chất. Vậy mì tôm, mì tôm, mì chiên. Còn nấu lên cho các bạn ngon. Này mì spaghetti. Cái món này thay thế bằng thịt băm ấy, mình sử dụng xúc xích rất là ngon ạ. Nhà có gì dùng lấy. Xúc xích tương cà. Mình cho tương cà đó. Ăn đi con. Ăn mì nữa đi. Giờ con Thanh. Con Thanh ăn lâu. Đây. Rồi. Quấn. Ồ. Quấn miếng bé thôi. Đấy. Đúng rồi, quấn miếng bé dễ ăn đúng không?
mình đây. Anh nói chị ăn to với bé. Mình miếng to thì nó khó quấn. Lại đeo à? Đâu hả? Đẹp mà. Không dễ nhỉ? Không thành. Ôi, em thấy chị nổi. Ôi, giỏi quá. Cái này không? Không dưỡng được không? Ừ. Thôi mà, cho con ăn mì đi. Dạ. Quang Thanh ở nhà mùa dịch này. Đấy, các quả đầu đẹp đấy. Wow, con Thanh giỏi hết, điêu luyện chưa? Con Thanh quấn ăn rất là ngon rồi. Bạn rất thích món này, giống như bọn trẻ con nào, bọn nào cũng thích ăn món này. Rất là ngon, dễ làm, tiện. Đau bự chưa? Ủa? Sao bự giờ? Vậy sao con? Mình bé thôi. Ăn thêm to. Chụm đều này. Ngon. Quấn vào đấy. Này, Hà Nội đang mưa. Chắc là chuẩn bị mưa bão. Hôm nay một chi á. Hôm mình không được đi chơi ạ. Mình không được đi chơi đúng không? Vì con Covid đấy. Covid mình không đến trường được này. Không đi chơi được này. Thì Covid mau qua đi để bạn Ken được đến lớp với các bạn này. Mình đi chơi này. Mẹ nỏ các bạn. Nỏ. Con nói chưa? Nào chưa. Chưa. Nào chưa. Con. Không nỏ này. Đây thì phải ăn. Mẹ cố gắng lên. Mẹ cố gắng lên. Con còn nhớ mẹ đấy. Mẹ ăn trước con đấy. Con ăn trứng ạ. Mẹ ăn trứng mà. Hai mẹ con, mẹ thì đã ăn xong bữa sáng rồi. Mình đã ăn xong nhá. Còn Quang Thanh thì còn khá nhiều. Chắc là bạn sẽ ăn lâu hơn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video nhé. Mọi người yêu thích video này thì nhớ đăng ký và ủng hộ kênh nhà mình để ngày một phát triển hơn nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye.